Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Rất vui hân hạnh được đón tiếp tất cả các bạn. Hôm nay mình lại tiếp tục ở cống mở cửa đi quay xà lan qua cống cho các bạn cùng xem. Hôm nay gào mát vì bu lại cống quá chừng luôn các bạn ơi. Chiếc xà lan này nó đang tăng tốc để vượt cống nha các bạn. Chiếc xà lan chở đá này đã bị tụt xuống rồi các bạn ơi. Chở quá nặng. Chiếc xe lan nhỏ này tăng tốc quá mạnh, chạy quá dữ, vỡ nước. Quá chừng mà chiếc xe lan này quá chừng ra khối à. Mệt mù luôn. Xà lan này chạy qua cống mà ra khói trắng nè các bạn. Xà lan ta ra khói đen không mà ông này ra khói trắng.
hai cái ghe này quá chừng ra tối các bạn ơi. Ghe nổi qua cống lắc lư ra khối luôn. Clip của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và một lượt đăng ký nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.